Xin chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay Thúy Trần đang có mặt tại siêu dự án Thăng Long 2 để gửi tới quý anh chị và các bạn toàn bộ thước phim về khung cảnh của dự án chúng ta. Và chính thức ngày 23 tháng 1 năm 2021, dự án của chúng ta sẽ được mở bán chính thức. Vâng, và thưa quý anh chị, ngày hôm nay Thúy xin điểm nhấn lại một vài chi tiết về dự án của chúng ta nhé. Dự án Thăng Long 2 nằm ngay trung tâm thị trấn La Uyên, huyện Bầu Bàng, tỉnh Bình Dương. Từ dự án, chúng ta có thể dễ dàng di chuyển đến khu công nghiệp Bầu Bàng 3.200 ha, khoảng 1,2 km, cách trung tâm hành chính huyện Bầu Bàng 2,7 km và trục quốc lộ 13 khoảng 600 m. Ngoài ra, từ Thăng Long 2 rất thuận tiện kết nối giao thông đi thành phố mới Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Phước, các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Campuchia. Điểm cổng của vị trí Thăng Long 2 là bao xung quanh dự án đều có các dự án hiện hữu. Cụ thể, từ trục quốc lộ 13 di chuyển theo hướng mặt tiền đường DX khoảng 700 m thì chúng ta sẽ gặp các dự án thứ tự như sau: Golden Future của Kim Anh Group, Nam An New City, Thăng Long 2, Đức Phát 3 và Tuấn Hiền Phát. Và sắp tới sẽ có khu nhà ở Hoàng Cát Center Bầu Bàng có vị trí ngay mặt tiền quốc lộ 13 sắp được công bố. Ngoài ra, Thăng Long 2 còn được thừa hưởng lợi từ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, cao tốc Mỹ Phước Tân Vạn Bầu Bàng, nâng cấp mở rộng quốc lộ 13, vành đai 4 kết nối 5 tỉnh Long An, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, cao tốc Đức Hòa Trơn Thành, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Trơn Thành, cao tốc Thủ Đức Củ Chi Tây Ninh. Và thưa quý anh chị và các bạn, thì dự án Thăng Long 2 này được coi là một trong những dự án nối tiếp thành công của dự án Thăng Long 1 nằm tại khu vực xã Trường Văn Thố của Bầu Bàng ạ. Vâng, và dự án của chúng ta có quy mô là 18,15 ha, bao gồm 1.033 nền đất xây dựng, nhà phố và các shop house. Do chủ đầu tư đó chính là công ty An Lạc Việt Nam và đặc biệt phân phối chính là công ty bất động sản Địa ốc Nam Dương. Với vị trí nằm ở khu vực trung tâm đắc địa, gần với khu vực trung tâm hành chính Bầu Bàng, liền kề các cụm khu công nghiệp Bầu Bàng, khu công nghiệp Cây Trường. Chính vì thế, dự án Thăng Long 2 hứa hẹn sẽ đem lại nhiều giá trị lợi nhuận cho khách hàng của chúng ta. Với diện tích đất đa dạng từ 70 đến 100 m vuông, thổ cư 100%, tiện ích trong nội khu của chúng ta bao gồm 2 công viên, 2 trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện và 100 căn shop house đã được xây dựng. Về hạ tầng thì đường nội khu từ 13 đến 25 m, hệ thống điện âm, nước máy đã được trang bị một cách đầy đủ và trong thời gian tới, cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ tiếp tục được đổ nhựa cũng như làm hành lang cây xanh các bạn nhé. Và đây là toàn cảnh của sân bóng đá của chúng ta hay còn được gọi là khu thể thao đã được trang bị và đưa vào vận hành. Và điểm nhấn trong dự án của chúng ta đó chính là có quỹ đất dùng để làm chợ đêm. Vâng, quỹ đất dùng làm chợ đêm. Vâng, và hiện tại giá chào bán của dự án Thăng Long 2 đang ở mức giá từ 10 triệu đến 10,5 triệu trên một mét vuông. Với mức giá này sẽ tương đương từ 680 triệu đến 750 triệu trên một nền. Vâng, là một mức giá rất là phù hợp để cho chúng ta đầu tư vào dịp cuối năm này ạ. So với mặt bằng chung, đây là một mức giá rất là tốt các bạn nhé. Vâng, thưa quý anh chị em, thì tất cả chúng ta quan tâm đầu tư có thể inbox trực tiếp cho Thúy theo số hotline 0974594548. Thúy sẽ hỗ trợ tư vấn để quý anh chị và các bạn chúng ta chọn được một nền đất ở vị trí tốt nhé. Thân ái và chào tạm biệt.